thống đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, kính thưa anh chị đại diện cho các cơ quan của Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa Công nghệ, Trường Đại học Bách Khoa, một số hiệp hội doanh nghiệp, một số các cái tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Thay mặt cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, vậy tôi xin phép là có một số các cái chia sẻ liên quan đến về cái vấn đề về cái dự án mới nhất và có lẽ cũng là cũng rất là tâm huyết của Bộ trưởng chúng tôi là về trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Cũng như là một góc độ nào đó từ một cái chia sẻ góc độ cá nhân tạm gọi như có thể là một cái chia sẻ cái câu chuyện là chúng tôi cá nhân tôi hay là chúng tôi suy nghĩ gì về tất cả vấn đề liên quan câu chuyện về cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thì thưa quý vị thì quyết định của Bộ Kế hoạch Đầu tư, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký thì nó không số đẹp như là của số Việt Nam. 4889 ngày 19/2019 của tôi chỉ có được chung của mỗi số 9 thôi ạ. Quyết định 1269 ngày 2 tháng 10 Thủ tướng Chính phủ đã ký để thành lập cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Thế thì thực ra thì cái phần về cái dự án về cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thì tuy được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ngày 2 tháng 10. Nhưng mà tuy nhiên cái công việc về cái liên quan đến trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia này thực ra bắt đầu được khoảng trên dưới một năm nay. Cá nhân tôi thì thực ra đến ngày hôm nay thì chắc được khoảng độ 6 tháng rưỡi, tức là cũng không phải là cho người đầu tiên. Thực ra thì cũng là được là may mắn được Bộ trưởng chọn và thêm tham gia cái dự án này. Thế thì cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia là gì ạ? Đây là được hiểu thì đây là một cái được thành lập để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển và đẩy cái tăng trưởng dựa trên cái chuyển đổi cơ cấu, dựa trên mô hình phát triển về khoa công nghệ. Thế thì trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia này nó cũng như là một trong các cái sáng kiến cụ thể nhất của cái việc làm sao để triển khai cái chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng tôi Bộ Kế hoạch Đầu tư đã xây dựng cái chiến lược này, cũng đã lấy ý kiến các bộ ngành, lấy ý kiến của rất là nhiều các cái cơ quan và đã trình lên Thủ tướng Chính phủ. Dự án này thì là một cái đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập thuộc bộ. Có lẽ đây cũng là một cái nó hơi khác một chút so với cả các cái sáng kiến của chúng ta thực hiện gần đây. Chúng ta có thể thấy như rất là nhiều các tổ chức tư nhân, rất là nhiều các tổ chức hệ sinh thái bên chỗ anh Dũng, anh Nam thì là trung tâm, bên chỗ Sở Di truyền thông và rất nhiều tổ chức. Thế thì Bộ Đầu tư cũng muốn có một cái đơn vị của bộ trong việc triển khai cái nội dung này. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia có 6 chức năng chủ yếu ạ. Qua cái nghiên cứu phân tích sơ bộ, 6 chức năng, thứ nhất là một cái trung tâm tích hợp dịch vụ tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp, một integrated service center. Cái thứ hai là một cái nơi không gian dành cho các tập đoàn lớn, corporate space. Chúng tôi đã và đang làm việc phối hợp với rất là nhiều các tập đoàn, ví dụ bao gồm như là Google ngày hôm qua, Microsoft, Amazon, AWS. Với Đức thì là có SAP, với Siemens và một loạt các tập đoàn khác, cái ABB, một loạt các tập đoàn mong muốn là có sự hiện diện của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Cái chức năng thứ ba thì tất nhiên là chúng tôi sẽ cung cấp cái không gian làm việc chung, co-working space, xét bối cảnh về cái nhu cầu của cái cộng đồng startup rất là lớn ở đây. Rõ ràng là chúng tôi cũng không thể không có dành cái vai trò, dành cái không gian để hỗ trợ các cộng đồng startup. Chúng tôi sẽ có hai cơ sở, một cơ sở trung tâm Hà Nội dành nhiều hơn, tập trung hơn vào các cái cộng đồng startup ở trung tâm, và một cái cơ sở Hòa Lạc rộng hơn thì sẽ nhắm đến nhiều hơn là các cái tập đoàn corporate nhiều hơn là startup. Cái thứ tư, chương trình thứ tư sẽ là cái không gian cung cấp các dịch vụ. Chỉ đỡ tôi sẽ nói chi tiết hơn, bao gồm các hoạt động về đào tạo, về các diễn đàn, về các hoạt động tư vấn cũng như là các hoạt động kết nối giữa các cái tổ chức ở trong hệ sinh thái. Thứ năm, chức năng thứ năm là chúng tôi sẽ cung cấp một số các cái open share, các phòng thí nghiệm mở. Hiện tại thì đã có một số startup của một số các cái doanh nhân khởi nghiệp của Việt Nam ở nước ngoài, hoặc là một số các cái phòng một cái hãng, một số các tập đoàn lớn ở nước ngoài mong muốn là mở các cái phòng thí nghiệm ở đây, một mặt để giới thiệu các cái công nghệ của mình, một mặt khác là tạo cơ hội để cho các startup Việt Nam có thể tiếp cận ngay các cái công nghệ mới nhất, để làm sao để có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí để có thể coi như là áp dụng công nghệ này trong các hoạt động của mình. Và cái thứ sáu thì đây cũng là nơi trình diễn công nghệ. Như tôi đã nói thì trong số các tập đoàn mà tôi đã nói đến ở phần đầu tiên thì một số các tập đoàn cam kết cũng sẽ có cái trình diễn, còn một số các cái hình thức trình diễn công nghệ. Ví dụ đối với cả ở cái cơ sở chỗ Láng Hòa Lạc thì sẽ rộng hơn, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao có thể như là huy động có thể có các cái
công nghệ liên quan đến về điều khiển học về robot, một số các công nghệ có mặt ở đó. Còn ở đối với Hà Nội, có thể diện tích nhỏ hơn thì chúng tôi sẽ trình bày qua cái màn hình, qua một số các cái hình thức khác. Thế thì 6 cái chức năng này sẽ là 6 chức năng cơ bản, nhưng không phải là 6 chức năng duy nhất trong cái tổ chức mà chúng tôi muốn tạo ra để hỗ trợ và phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo. Tất cả những cái mà chúng tôi làm thì đều hướng đến câu chuyện rằng là đặt cái startup, đặt cái cộng đồng đổi mới sáng tạo và làm trung tâm để làm sao có thể đưa ra được và huy động cái sức mạnh tổng lực trong việc là để làm thế nào để có thể hỗ trợ và đem lại giá trị và tăng cao nhất, xét từ góc độ thuận lợi của cái việc là những cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trong việc là xây dựng và triển khai cái chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như là cái việc làm sao để có thể huy động tất cả cái tổ chức tư nhân, các cộng đồng trong và ngoài nước để hỗ trợ. Hiện tại thì chúng tôi sơ bộ thì có đây chỉ là cái hình mẫu phát thảo thôi ạ, về cái vị trí của cái cơ sở Hòa Lạc sẽ đặt ở đúng trung tâm của cái khu công nghệ cao Hòa Lạc, đi thẳng cái đường các anh chị có thể đi thẳng cái đường mà trung tâm của Hòa Lạc, thì cái khu này sẽ nằm ở đúng cái cuối đường đó, bên cạnh cái đèo FPT, bên cạnh viện Verkis, viện năng lượng nhân. Tổng dự kiến ở đây thì có khoảng rơi trên dưới khoảng 80-100 nghìn m2 dành cho các cái đối tượng về các cái chức năng hỗ trợ. Đây cũng sẽ cố gắng sẽ là một cái công trình xanh, công trình thông minh. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng của chúng tôi thì thực sự là khi cũng đặt rất là nhiều kỳ vọng với công trình này, mong muốn nó là một công trình có chứng chỉ LEED, chứng chỉ WELL, là các cái chứng chỉ quốc tế để biểu thị cho việc là thực sự đây là một công trình xanh, không chỉ đổi mới sáng tạo còn là công trình thực sự là bền vững nữa. Đã gọi đổi mới sáng tạo thì cái câu đầu tiên tối hôm qua thì chúng tôi có ngồi với cả các chuyên gia của Đức, của GIZ, thì các bạn có hỏi chúng tôi rằng là cái what kind of innovation này talking about, cái chủ đề nào của đổi mới sáng tạo các bạn sẽ tập trung vào. Tôi nói rằng là thực ra đã gọi đổi mới sáng tạo thì đây, và anh Quân và anh Dũng và tất cả mọi người đều biết là không có ai định nghĩa được hay là giới hạn được cái câu chuyện đổi mới sáng tạo trong ngành nào. Bộ khách chúng đầu tư chúng tôi, chị Hương và anh Cương là những người mà hay phải dự thảo công văn trả lời thì rất là khó khăn trong việc là trong số khoảng trên dưới 50 tỉnh gửi công văn về đề án, thì có rất nhiều tỉnh luôn hỏi chúng tôi rằng là tại sao không giới hạn bớt cái việc ngành đổi mới sáng tạo trong một số ngành nghề thôi, để làm sao chúng ta có thể dựa trên cái cơ sở đó để có thể đưa ra được một cái trọng tâm hỗ trợ cho nó thuận lợi. Nhưng mà câu trả lời chúng tôi luôn là thế này, chúng ta thì đã gọi đổi mới sáng tạo thì cũng không có một cái giới hạn nào trong việc là nó bắt buộc phải là ngành này là ngành kia. Bản thân cái việc giới hạn lại cái ngành nó sẽ là thực chất chính là làm triệt tiêu động lực đổi mới sáng tạo của từng cá nhân, từng doanh nghiệp trong từng ngành đó. Cho tôi chắc chắn là ngày mai chúng ta hoàn toàn có thể xuất hiện thêm một cái ngành mới, ở đó có thêm các cái doanh nhân mới khởi nghiệp áp dụng công nghệ mới để ảnh hưởng sáng tạo. Tuy vậy thì trên cơ sở là tạm gọi như là phân tích cái tiềm năng của các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng vào cái thời gian này thì chuyên gia tư vấn có khuyến nghị chúng tôi là có thể tập trung vào 5 cái nhóm ngành chính. Thứ nhất là về cái thành phố thông minh, smart city, thì quý vị đều thấy hiện tại đang có rất là nhiều các cái dự án lớn, các cái chuyên gia, các cái tập đoàn họ đang tập trung vào cái vấn đề về cổ phần thành phố thông minh. Dự án Sumitomo với cả VRG đây chẳng hạn, dự án 4 tỷ đô, trong đó có rất là nhiều cổ phần của thành phố thông minh, ở đó thì có cực kỳ nhiều các cái có thể áp dụng, có thể là năng lượng, về quản trị, về giáo dục, về y tế, vân vân, có rất là nhiều các cái thành tố về tạo gọi cái đô thị thông minh có thể áp dụng ở đây. Cách đây có hơn một tháng thì chúng tôi có dịp được may mắn làm việc cùng với Microsoft ở Seattle, thì bản thân Microsoft hiện tại cũng có cực kỳ nhiều trên dưới 30 các cái giải pháp về đô thị thông minh mà hiện tại đã được áp dụng ở tất cả các thành phố, tất cả các quốc gia trên thế giới. Đấy là nhóm ngành thứ nhất. Nhóm ngành thứ hai là về cái sản xuất thông minh. Sản xuất thông minh là cái mà có lẽ là một trong các cái công nghệ cốt lõi mà chúng ta hiện tại đang nói trong cái câu chuyện về cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta đã trải qua cái câu chuyện về cái sản xuất lớn, sản xuất dựa trên qua các cái thế hệ động cơ khác nhau, qua các cái cách điều phương thức điều khiển khác nhau, và giờ đây thì càng ngày chúng ta càng rất là tập trung nói nhiều hơn những câu chuyện là làm thế nào để áp dụng ứng dụng công nghệ mới nhất của cách mạng công nghiệp 4.0. Thực ra tôi nghĩ rằng là nó không hẳn chỉ là đến bây giờ đâu. Ví dụ như là cách đây độ 10 năm thì tôi cũng đã nghe câu chuyện rằng là ở Dubai thì một ngày thì người ta tính toán ra là trong phạm vi quy mô thành phố có bao nhiêu dự án xây dựng, bao nhiêu công trình xây dựng, mỗi công trình tiêu tốn bao nhiêu thép.
tiến độ của toàn bộ trong vòng cái nhu cầu trong của từng ngày một trong vòng một tháng tới là gì, và từ đó dẫn đến việc dẫn chiếu ngược lại là các cái nhà máy sản xuất để họ sản xuất đúng cái lượng thép như vậy và bố trí cái lượng xe được hậu cần logistics đúng cái khối lượng nguồn lực như vậy để vận chuyển đúng cái lượng sản thép được sản xuất đó, không có một kg dư thừa đến từng công trình một. Tôi nghĩ đây cũng là một trong các cái ví dụ rất là tiêu biểu và có ích của câu chuyện là sản xuất thông minh. Lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực về truyền thông kỹ thuật số, digital media. Chúng ta có thể thấy ngày hôm nay rằng là có rất là nhiều các bạn startup của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đều với một cái công cụ của mình, một cái máy tính, một cái điện thoại, một cái iPad đều đang làm rất là nhiều dự án liên quan đến cái truyền thông kỹ thuật số. Cái câu chuyện là có lẽ là hơn bao giờ hết thì cái số người Việt Nam hiện tại đang tham gia vào những cái lĩnh vực mà truyền thông kỹ thuật số có thể đóng góp chung vào cái bức tranh phát triển kinh tế chung của cái nền kinh tế mới hiện nay rất là khác so với ngày xưa, và nó lan tỏa đến cả câu chuyện của các cái thế hệ nhỏ hơn, trẻ hơn. Bản thân cá nhân tôi thì từ góc độ từ gia đình tôi chẳng hạn, tôi nhìn thấy rằng là các bạn nhà tôi thì năm nay là bao nhiêu ạ? 11 và 16 tuổi. Nhưng mà các bạn cũng đã có các clip làm sao hay có các bài để thu hút được khoảng trên dưới khoảng 90% nghìn view. Cái đấy là rất là kinh khủng. Chắc là kiểu thế hệ bố các bác rồi các thứ vẫn còn cố gắng nhiều, còn rất là xa. Và các bạn làm những thứ mà thực sự là, nói chung là tôi cũng hoang mang, thực sự là cũng không biết là các bạn đang làm gì. Đấy thì có lẽ là truyền thông dân số thực sự là một cái tiềm năng rất là mạnh đối với cả Hà Nội. Thứ tư là an ninh mạng. An ninh mạng thì tôi cho rằng là đây không chỉ riêng Việt Nam mà đây cũng là một cái mà là lĩnh vực hiện tại theo tôi biết là các tập đoàn hàng đầu trên thế giới cực kỳ quan tâm, cực kỳ mong muốn là hỗ trợ Việt Nam và hỗ trợ các nước khác. Ví dụ như là chắc là cách đây 2-3 ngày, chắc là các toàn thể quý vị cũng được nghe câu chuyện là Microsoft mới trúng một cái hợp đồng trị giá an ninh mạng và điện toán đám mây với Bộ Quốc phòng Mỹ khoảng 10 tỷ đô trong một cái cuộc cạnh tranh rất mạnh mẽ đối với cả Google, Amazon và một số các tập đoàn khác. Thực ra thì cái mối quan tâm của họ đối với Việt Nam hiện nay cũng đang y như vậy. Cái câu chuyện về an ninh mạng là câu chuyện và các tập đoàn ở Mỹ đang rất là mong là các cái cơ quan chính phủ Việt Nam cũng như là các cái tập đoàn lớn Việt Nam dùng cái công cụ để liên quan điện toán đám mây và an ninh mạng của họ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế đấy là cái xu hướng rất là lớn đối với cả xét từ góc độ là từ phía các tập đoàn cũng như là phía góc độ các cơ quan chính phủ, các cái cộng đồng doanh nghiệp. Cái lĩnh vực cuối cùng nhưng không phải lĩnh vực kém phần quan trọng nhất, đấy là công nghệ môi trường, biotech. Đây cũng sẽ là cái lĩnh vực mà chắc chắn là có hiện tại đang càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên thì năm cái ngành ở đây thực chất thì tôi chỉ muốn nói rằng là đây là thực sự là cái năm ngành rất là cơ bản mà dự kiến được triển khai ở quy mô góc độ là NIC của Hoa Lạc. Và thực ra thì cái vấn đề quan trọng đây là như này, đối với cả chúng tôi cũng phối hợp với rất là nhiều địa phương khác nhau, các cái mỗi địa phương họ sẽ nhận diện riêng một cái ngành để làm sao họ có thể hỗ trợ mạnh nhất. Ví dụ một trong các ví dụ cũng rất là điển hình từ đấy tới đến chưa nhắc tới đấy là Huế. Trường Huế chẳng hạn thì là một cái ví dụ của câu chuyện là bản thân Huế cũng xác định có một số các ngành trọng tâm. Ví dụ ngành số 1 là ngành về chăm sóc sức khỏe. Huế sẽ xác định chăm sóc sức khỏe, y tế sẽ là một trong các lĩnh vực trọng tâm của cái trung tâm đổi mới sáng tạo đặt tại Huế. Cái thứ hai là công nghệ môi trường, và cái thứ ba là những ngành gọi là số hóa các cái di sản của Huế. Thế tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái ví dụ rất là hay về câu chuyện là mỗi địa phương có thể nhìn nhận xem là cái thế mạnh của mình là gì để có thể đưa ra được cái hình thức hỗ trợ cho phù hợp. Chúng tôi nhìn trên cơ sở là đấy là nếu mà khi nhìn về trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia ấy, thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều cái cách thức để nhiều cái góc độ để nhìn, ví dụ như là lúc nãy chúng tôi có thể nhìn về là các chức năng, nhìn về phía các cái nhóm ngành, và ở đây chúng tôi có thể nhìn góc độ từ phía là các cái nhóm có lợi, các nhóm hưởng lợi từ góc độ là nhóm người thuê lẫn cái góc độ là cái nguồn nhân lực. Thế thì cái nhóm người thuê ở đây bao gồm hai tập các cái tập đoàn lớn, họ có thể dùng cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia ở đây để là như là một cái đầu mối, một cái hub mang tính vai trò là khu vực của quốc gia để truyền tải cái hình ảnh, cái dịch vụ và cái tương tác của họ. Tôi xin có lẽ lấy một cái ví dụ nữa, tức là trong cái thời gian vừa rồi chúng tôi làm việc Microsoft thì có một điều rất là đáng tiếc là như thế này. Microsoft lập ra một quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong thời gian 2-3 năm vừa rồi thì có lựa chọn khoảng trên dưới 30 startup đầu tư.
nhưng trong số đó không có startup nào đến từ Việt Nam. Có nghĩa rằng là thực sự là cái dư địa, cái điểm đến của các tập đoàn, cái thị trường ở với cả cái đối với cả startup của chúng ta vẫn còn rất rộng lớn. Vấn đề thứ hai là cái đối với cả doanh nghiệp nhỏ vừa, công ty khởi nghiệp, cái có rất là nhiều các startup xét ở góc độ là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng là cái nhu cầu hiện tại rất là lớn. Tôi có vừa trao đổi với anh Dũng, rõ ràng là khi chúng ta nhìn vào cái đánh giá của hệ sinh thái về các cái co-working space, các không gian khởi nghiệp chung của năm 2019, câu chuyện nó rất là khác năm 2016. Nhưng mà đây khác ở đây rõ ràng là câu chuyện khác về số lượng. Nhưng cái điều quan trọng chúng ta cần chú ý đến ở đây là chúng ta cần phải có cái sự khác về chất lượng. Và cái điều quan trọng hơn nữa không phải chỉ chất lượng mà là đầu ra nữa. Đến một lúc nào đó thì chúng ta đang có các co-working space làm việc rất tốt, kiếm tiền có thể rất được. Nhưng mà startup là các người hưởng lợi của họ sẽ như thế nào? Đấy là cái điều chưa ai nêu ra đấy. Đối với cả các cái nhân tài, các cái nguồn nhân lực, nguồn nhân lực sẽ là một trong các cái nội dung chính mà Bộ Đầu tư mong muốn được tập trung hỗ trợ trong thời gian tới. Nó bao gồm nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất là cái mạng lưới đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây sẽ là cái nơi tập hợp các cái cộng đồng, các cái nhân tài mà chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tập đạt và đang sẽ có rất là nhiều cái hoạt động hỗ trợ. Cái này khoảng một tháng thì ở Đức có ra mắt cái mạng lưới nhân tài của Đức, thì chúng tôi cũng đã có cái hỗ trợ đối với cả cái mạng lưới nhân tài này. Đến hai tuần nữa thì sẽ có cái sự kiện ra mắt cái mạng lưới nhân tài của Nhật Bản. 16 thì tôi sẽ có mặt ở đó để có cái sự ghi nhận và hỗ trợ đối với cả các cái mạng lưới nhân tài của Nhật Bản. Tương tự như vậy ở Mỹ thì vừa rồi chúng tôi đi thì cũng có cái chúng tôi cũng có nỗ lực là tập hợp các cái nhân lực rất là nhiều đối với cả cái phần ở bên chỗ bờ Tây quanh khu vực Silicon Valley và bên bờ Đông quanh khu vực của New York, DC và Boston. Thế thì cái nguồn nhân lực ở đây sẽ là một trong các cái yếu tố kim, yếu tố trọng yếu của cái hỗ trợ của cái trung tâm đổi mới sáng tạo này. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để bằng mọi cách sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng nguồn ngân sách huy động được để gửi rất là nhiều nhân tài, càng nhiều càng tốt, kể cả các cái bạn là học sinh, các bạn là sinh viên, các bạn học sinh đến từ khoảng top khoảng 10 trường trung học tốt nhất Việt Nam, các cái bạn sinh viên đến từ các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học kỹ thuật, trong các trường Bách Khoa, Dũng, chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ nỗ lực rất là nhiều để cố gắng làm sao đưa cho các sinh viên này ra ngoài học và tiếp cận các cái trường. Tất cả những cái nhu cầu hay là cái việc chúng ta làm nhu cầu hay tác dụng hay là những cái yếu tố khác của trung tâm đổi mới sáng tạo thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trong cái bản slide này. Do thời gian không có nhiều, tôi chỉ xin nói thêm một hai ý này thôi. Tức là xét góc độ thể chế thì chúng tôi cũng cố gắng để làm sao cho trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam không phải là một tổ chức riêng lẻ. Cá nhân tôi đã đề xuất trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ của APEC một cái sáng kiến mà tất cả các bộ trưởng APEC đồng ý, đấy là cái kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của APEC. Chúng tôi đã kiến nghị với Bộ Ngoại giao là đưa cái sáng kiến này thành sáng kiến của Việt Nam ở trong cái hội nghị các nhà lãnh đạo nền kinh tế mà Thủ tướng sẽ dự ở Chile vào 13/14/11 năm tới. Đấy là mặt thể chế, còn mặt thực tế thì chúng tôi đã kết nối với rất nhiều các cái trung tâm đổi mới sáng tạo ở Úc, Chile, ở Hàn, ở Nhật, ở Singapore. Ở đấy mỗi cái trung tâm đổi mới sáng tạo lại có một cái ví dụ rất là thú vị, rất là hay. Ví dụ như này chẳng hạn, ở Sinh hay là ở Việt Nam có lẽ là cái sự hỗ trợ sẽ luôn đi kèm với việc rằng là mong muốn có một cái đổi lại bằng sở hữu một cái cổ phần của doanh nghiệp đó. Nhưng mà Chile thì không có cái câu chuyện này. Ở Chile thì câu chuyện sẽ là nhà nước hỗ trợ startup hoàn toàn miễn phí, không cần đổi lại gì cả. Đấy là một ví dụ rất là hay. Thế thì với ASEAN cũng vậy, năm sau Việt Nam là chủ nhà của ASEAN, chúng tôi cũng đã đề xuất một sáng kiến để kết nối tất cả các cái trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng ASEAN và tất cả các cái tổ chức ở trong hệ sinh thái. Và một câu thôi ạ, trong thời gian từ bây giờ, trong vòng mấy tháng tới thì chúng tôi sẽ đi sâu vào một số các tổ chức trong hệ sinh thái, ví dụ như là các cái quỹ đầu tư về cái Venture Summit và sự kiện của chúng tôi tổ chức tháng 6 vừa rồi. Chúng tôi đã tổ chức và ở đó đã huy động được khoảng 18 quỹ cam kết đầu tư 125 triệu đô trong 3 năm 2019-2021. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng có các cái sáng kiến độc lập song song như vậy để làm việc với các cái tổ chức khác nhau, các cái thành tố khác nhau trong hệ sinh thái. Tất cả những công việc này để làm sao cho cái đối tượng hưởng lợi chúng ta, các startup, các cái
đối tượng ở trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể đạt được những cái kết quả tốt nhất cho cái công việc nghiên cứu phát triển cũng như là thương mại hóa và tiếp cận thị trường của mình. Đấy, đấy thì thực ra thì cũng phải nói rằng là về các cái nội dung này thì có rất là nhiều điều, nhưng mà do cái thời gian nó cũng hạn chế và nó cũng vì vậy tôi cũng chỉ xin có một số các cái thông tin được chia sẻ với thôi, và rất là cảm ơn toàn thể quý vị đã chú ý lắng nghe.